Khi nào răng bị yếu đi khi niềng răng? Răng có thể bị yếu đi nếu bác sĩ, nha khoa và cả người sử dụng mắc cài mắc lỗi trước và trong quá trình và sau khi niềng răng như sau. Thứ nhất là trước khi niềng răng, thông thường trước khi tiến hành niềng răng thì bác sĩ sẽ thực hiện một số biện pháp để chẩn đoán hình ảnh về tình trạng răng như là thăm khám, chụp X quang. Tuy nhiên nếu trong quá trình chẩn đoán sai sẽ dẫn đến những sai lầm về phác đồ điều trị cũng như là làm yếu răng. Do đó trách nhiệm này sẽ thuộc về bác sĩ nha khoa. Bác sĩ sẽ cần chụp phim và chẩn đoán bệnh kỹ càng để đưa ra phác đồ điều trị phù hợp. Nếu trước khi niềng răng các bệnh lý của răng không được điều trị hoặc điều trị triệt để sẽ dẫn đến tình trạng vi khuẩn tiếp tục sinh sôi gây bệnh ý nặng hơn. Khi chân răng không được buông lợi bảo vệ sẽ khiến cho răng bị yếu đi và dễ bị lung lay. Trong quá trình niềng răng, những vấn đề trong quá trình niềng răng không được xử lý kỹ sẽ gây ra tình trạng răng yếu và lung lay. Ví dụ như khi bác sĩ gắn mắc cài không đúng chuẩn và dây chun không tạo ra lực kéo chuẩn khiến cho răng bị di chuyển lệch lạc. Ở vị trí lệch lạc thì cùng với tác động của lực kéo không phù hợp thì răng sẽ bị yếu đi, và bác sĩ tác động lực kéo không đủ khiến cho răng không thể di chuyển theo dự đoán ban đầu. Khi mà càng o ép càng khiến răng bị ê buốt kéo dài và ảnh hưởng đến việc ăn nhai cũng như là việc vệ sinh răng miệng hàng ngày, hoặc khi dùng lực quá mạnh gây tụt lợi tiêu xương ổ răng, chân răng bị giảm tuổi thọ, khớp cắn sai lệch nghiêm trọng, hoặc là do thay chun điều chỉnh lực kéo quá sớm hoặc quá trễ cũng làm cho xương hàm bị suy yếu và tổn thương. Niềng răng mắc cài không chuẩn có thể khiến cho răng yếu đi, và những nguy cơ sau niềng răng như sau làm răng yếu đi. Quá trình chăm sóc răng miệng sau niềng răng cũng vô cùng quan trọng, nó tác động đến sự yếu dần của răng nếu mà chúng ta chăm sóc không đúng cách. Do vậy bạn cần chăm sóc răng miệng vệ sinh thật tốt để không ảnh hưởng đến sự cứng chắc của răng. Niềng răng chính là một phát minh vĩ đại mang đến những lợi ích tuyệt vời cho những ai đang gặp khó khăn vì hàm răng không được như ý. Tuy nhiên để đảm bảo tính thẩm mỹ cũng như là sức khỏe răng miệng, tránh trường hợp làm cho răng yếu đi thì bạn nên chọn các cơ sở y tế hoặc phòng khám nha khoa để thực hiện niềng răng này, những cơ sở uy tín và đảm bảo. Nếu các bạn có bất kỳ lo lắng gì khi mà đang niềng răng thì có thể comment giúp bác sĩ Cường ở bên dưới. Bác sĩ sẽ đồng hành và giải đáp những cái thắc mắc của bạn một cách nhanh nhất nhé. Hãy comment bên dưới nha.